Sáng nay, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai thực hiện thông tư 04 ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của luật hộ tịch và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt triển khai các quy định của thông tư 04, kỹ năng nghiệp vụ của công chức tư pháp hộ tịch và một số vấn đề mà người dân quan tâm như ông bà đi khai sinh cho cháu không cần giấy ủy quyền, không được đặt tên con quá dài, khó sử dụng. Người yêu cầu đăng ký hộ tịch được nộp bản chụp giấy tờ, bổ sung quy định về cấp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, bổ sung về giá trị của giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, bổ sung trường hợp khai sinh cho con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân nhưng không được thừa nhận là con chung, thời hạn giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch khi không nhận được kết quả xác minh, quy định về giấy tờ, tài liệu là cơ sở đăng ký lại khai sinh. Lãnh đạo Sở Tư pháp đề nghị, sau hội nghị này, cán bộ làm công tác hộ tịch tư pháp cần kịp thời tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương triển khai thực hiện thông tư, đảm bảo đạt kết quả cao, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực này.